Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Mỹ vẫn luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du học sinh Việt Nam. Tuy vậy thì không phải quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh đều đã hiểu được về phân loại của các trường đại học tại Mỹ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý vị và các bạn về hệ thống các trường Liberal Arts College, National University và Ivy Universities. Để đi sâu vào nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời của chương trình. Đầu tiên là chị Trần Phương Hoa, chị là một trong những du học sinh Việt Nam đầu tiên tự apply và nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp loại ưu tại Đại học Middlebury, đứng thứ tư trong số các nhóm trường Liberal Arts Colleges tại Mỹ. Tiếp theo là anh Jacob. Jacob đã tư vấn rất nhiều cho các bạn sinh viên để giành được học bổng cả đại học và cao học, bao gồm những chương trình có độ khó cao như ngành luật tại Stanford và Berkeley hoặc học bổng tại Đại học Harvard và University of Chicago. Và vị khách mời cuối cùng của chúng tôi là chị Lê Diệu Linh, chị là cựu học sinh lớp Anh 1 tại trường Hà Nội Amsterdam và chị đã giành giải tiếng Anh toàn quốc. Chị là học sinh đầu tiên Việt Nam được học bổng toàn phần vào Đại học Williams. Thưa chị Linh, là một cựu du học sinh tại Mỹ thì chị có thể giúp quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ hiểu rõ hơn về các cách phân loại các trường đại học tại Mỹ được không ạ? Trước tiên là mình xin nói là con số thống kê là ở Mỹ hiện nay là có rất là nhiều trường đại học ở các cấp độ khác nhau, thì có khoảng từ 3-4.000 trường, và cái cách phân loại vì thế nó cũng tương đối là đa dạng. Ở Việt Nam thì mình chỉ quen với cái khái niệm là trường công và trường tư thôi. Tuy nhiên là ở Mỹ thì cách chia có một cái hệ thống chia là trường công và trường tư, nhưng ngoài ra thì còn có một cái cách phân chia khác, đó là theo hệ thống National Universities và Liberal Arts Colleges. Trong đấy thì đấy là phân chia thường theo quy mô và cái cấp độ đào tạo. Ví dụ như là National University thì thường là có trên 10.000 học sinh. Trong đó thì Liberal Arts thì thường cái quy mô nó chỉ nhỏ, tức độ khoảng từ 1.500 cho đến 3.000. Và thường cái mức độ đào tạo của National University thì sẽ bạn có thể đào tạo trên bậc đại học, từ thạc sĩ đến tiến sĩ nữa. Còn Liberal Arts thì chủ yếu là tập trung vào đào tạo đại học thôi. Như vậy là rõ ràng là mình có hai cách phân biệt. Thứ nhất là theo sở hữu, tức là trường công lập hoặc là trường tư nhân, hoặc là theo quy mô của trường là National University hoặc Liberal Arts. Cảm ơn chị Linh. Chị có thể chia sẻ với các quý vị khán giả ở đây là điểm khác nhau giữa Ivy Universities với Liberal Arts College và National University được không? Thực ra thì các trường đại học Ivy League là một cái từ đặc biệt để chửi một cái nhóm trường rất là lâu đời và nổi tiếng ở Mỹ. Các trường Ivy League này thì mình nghĩ là có thể là không nên coi nó là một cái hệ thống riêng, nhưng mà nó chỉ là một cái nhóm trường có số lượng rất là nhỏ. Thì ở đây chúng ta có anh Cuba. Anh Cuba đã tốt nghiệp ngành lịch sử, ngành về tại đại học Harvard. Thì vì vậy mình nghĩ rằng là sẽ khá là thú vị nếu mà anh Cuba có thể chia sẻ cho mọi người một chút về định nghĩa của trường đại học Ivy League và sự khác biệt của các trường đại học này với các trường đại học khác ở Mỹ. Đại học Yale là một trong những trường đại học nổi tiếng thuộc nhóm Ivy League University. Hiện nay, nhiều sinh viên Việt Nam đã và đang theo học tại đây. Một trong những bạn trẻ tiêu biểu và nổi tiếng trong giới sinh viên là Nguyễn Phương Linh. Cô gái Hà Nội đang theo học năm thứ 2 và dự định theo học ngành quan hệ quốc tế. Bạn đang tham gia hoạt động tại Hội Sinh viên Việt Nam, Hội quan hệ quốc tế Yale và kết nối ngôn ngữ Yale. Bên cạnh đó, Phương Linh còn là trợ lý nghiên cứu cho khoa nhân chủng học. Trước khi trở thành sinh viên của trường đại học danh giá toàn cầu, Phương Linh đã có nhiều năm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm hoạt động để tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong bộ hồ sơ xin học của mình. Ngoài thời gian học tại trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, Phương Linh có một năm theo học tại Chicago, Mỹ nhờ nhận được học bổng giao lưu văn hóa đặc biệt có tên gọi là ACES. Thích đọc sách, nói chuyện với mọi người và muốn tìm hiểu về các ngôn ngữ Đông Á, Phương Linh luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của đời sinh viên tại Mỹ với các bạn trẻ mong muốn du học. Bởi vậy, trong thời gian qua, cô sinh viên vui tươi đã tham gia nhiều hội thảo trong và ngoài nước để cung cấp các bí quyết của mình. Thưa chị Linh, chị là cựu sinh viên của trường Williams College, là một trường đứng thứ nhất trong hệ thống các trường Liberal Arts Colleges. Như vậy thì, theo chị Linh, thì vì sao nước Mỹ lại coi hệ thống Liberal Arts College là một niềm tự hào của nước mình?
Thực ra thì liberal arts hay là national university thì đều có những trường là niềm tự hào. Cái đấy nó tùy thuộc vào ranking. Nhưng mà liberal arts thì đúng là một cái sản phẩm theo tư duy của về giáo dục của Mỹ, mà thường là những cái tầng lớp tương đối là trung lưu và thượng lưu thì sẽ coi trọng hơn. Thực ra nó xuất phát thì từ quan điểm của châu Âu, tức là bạn muốn đào tạo ra những cái con người mà có tài năng ở tất cả mọi mặt. Và thực ra cái đào tạo, quan điểm của họ là đào giáo dục đại học nó không chỉ dừng ở cái việc là dạy cho bạn một cái nghề nào đấy để bạn ra trường bạn đi làm, mà đào tạo cho bạn một cái kiến thức nền rất là tốt về tất cả các mặt như là văn hóa, xã hội, toán học, khoa học, lịch sử, triết học, để bạn trở thành một con người có bề dày kiến thức và văn hóa. Thì với kiến thức đấy bạn đi ra đời thì bạn làm bất cứ cái nghề gì bạn cũng có thể dùng cái tư duy của mình để tiến lên và tự học hỏi. Cái đấy, ngoài ra thì vì cái kiến thức nền đấy thì tại liberal arts colleges thì nó còn đào tạo cho bạn một số cái nó gọi là transferable skill, tức là những cái kỹ năng mà bạn hoàn toàn có thể chuyển giao từ ngành này qua ngành khác, ví dụ như là khả năng nói chuyện diễn thuyết rất là tốt, hoặc là cái khả năng viết bài rất là tốt, hoặc khả năng phân tích rất là sắc sảo, khả năng lập kế hoạch, khả năng làm việc đúng giờ, vân vân. Cảm ơn chị. Nhưng mà thực ra thì như tất cả chúng ta đều biết là ở Việt Nam thì hầu hết là các trường đứng đầu đều là những trường công. Và như lúc trước thì chị Hoa cũng có nói đến là ở Mỹ thì chúng ta có thể phân loại là dựa theo trường công và trường tư. Thế còn hầu hết tất cả các trường của thuộc nhóm Liberal Arts College đều được là những trường tư, đúng không ạ? Như vậy thì phụ huynh người ta sẽ, nếu là phụ huynh Việt Nam thì họ sẽ băn khoăn thắc mắc là liệu như các trường tư ở bên đó có được tốt được bằng các trường công hay không. Vậy thì theo chị thì các trường công và đại học tư tại Mỹ thì họ có khác nhau nhiều không, nhất là về mặt cơ sở vật chất? Mong muốn là làm rõ luôn để các phụ huynh và học sinh hiểu và tránh cái chuyện nhầm lẫn về cái chất lượng giữa trường đại học tư và trường đại học công. Tại vì ở Việt Nam thì như chúng ta cũng biết rằng là trường đại học công lập thì được đánh giá rất là cao. Những trường đại học dân lập thường là ra đời sau và còn non trẻ hơn và cũng được đầu tư có thể chưa được mạnh bằng. Thế nhưng mà ở Mỹ thì đôi khi nó là ngược lại. Hoặc là thực tế thì các trường đại học công lập và ở trường tư của Mỹ tồn tại song song hàng trăm năm nay và đều có những cái trường rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong bảng xếp hạng 100 của thế giới thì có cả trường công và trường tư của Mỹ, và đặc biệt cũng rất là nhiều trường tư. Thế nên là ta không phải lo ngại về vấn đề công hay tư ở đây. Cái chúng ta quan tâm là trường đó được đứng xếp hạng như thế nào trên bảng tổng sắp của thế giới của Mỹ. Ngoài cái bảng tổng sắp này thì có những cái tiêu chí khác, ví dụ như là uy tín của trường, là những thứ mà đôi khi cái bảng tổng sắp này nó cũng không thể hiện được đầy đủ. Cái thứ tiếp theo nữa là trên thực tế thì các trường tư ở Mỹ thì cũng có những cái trường mà quy mô nhỏ hơn và lớn hơn. Về cái mức độ đầu tư thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình hình tài chính của trường. Với các trường công lập thì thường có cái may mắn là được chính phủ hoặc là liên bang tài trợ. Tuy nhiên cái số lượng học sinh mà trường công lập phải phục vụ cũng rất lớn. Thế cho nên là việc đầu tư cho từng cá nhân, hoặc là ví dụ đơn cử tôi nói chuyện là về cái vấn đề là tỷ lệ giáo sư trên một học viên chẳng hạn. Ví dụ ở một trường đại học liberal arts hàng đầu như là Middlebury hay là trường Williams của chị Linh thì tỷ lệ của một giáo sư trên một học viên có thể chỉ là một giáo sư trên 11, 12 học viên. Và học sinh có rất là may mắn, rất là lớn là được học những cái lớp học tương đối là nhỏ, thân mật, gần gũi với sĩ số chỉ khoảng tầm 10, 15, 25, 30 học viên. Nhưng nếu mà ở trường công lập thì ở những cái lớp đại cương con số có thể lên tới 100, 150, thậm chí 200 người trên một cái giảng đường lớn. Thì cái mức độ đầu tư thì rõ ràng là nó phải khác nhau tùy theo cái điều kiện tài chính của trường, cũng như là tùy thêm cái số lượng sinh viên mà họ phải phục vụ. Tuy nhiên các trường công lập thì cũng có được cái lợi thế là vì họ lớn và có nhiều ngành học và cũng có cái hỗ trợ nhiều của chính phủ, thì đôi khi là những cái cơ sở để đào tạo nghiên cứu chuyên sâu, ví dụ về những cái ngành học đặc biệt, cơ sở vật chất về khoa học có thể là sẽ có lợi thế hơn một chút. Trần Vũ Toàn hay Toàn Shinoda lâu nay đã trở thành cái tên quen thuộc của cộng đồng mạng. Anh là tác giả của hàng loạt vlog thu hút gần 580.000 người theo dõi trên YouTube. Không chỉ có vậy, thành tích hoạt động của Toàn Shinoda cũng khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.
từng là học sinh chuyên Anh của trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam với điểm thi SAT ấn tượng 2230/2400. Trần Vũ Toàn đã xuất sắc giành học bổng Freeman tại Đại học Wesleyan nằm trong hệ thống Liberal Arts College tại Mỹ. Freeman là chương trình học bổng toàn phần trao cho sinh viên dựa trên thành tích học tập nổi bật và kỹ năng lãnh đạo. Hiện nay, Trần Vũ Toàn tập trung tư vấn du học Mỹ tại Việt Nam, không chỉ làm những vlog thể hiện quan điểm giáo dục hay học ngoại ngữ, anh còn là khách mời của cửa sổ du học. Anh đã chia sẻ nhiều câu chuyện suy nghĩ về văn hóa, cuộc sống tại Mỹ. Cái việc đi học đại học ở Mỹ thì nó sẽ diễn ra vào tuổi 18 đến tuổi 21, 21, 22 thì có lẽ là cái quãng đời mà đẹp nhất của bạn, trẻ nhất và nên thử nghiệm nhiều thứ nhất. Thì cái mảnh đất Mỹ chắc là cái cơ hội gọi là ngàn vàng để cho học sinh Việt Nam có thể thỏa sức với những cái trải nghiệm của mình. Mà nó lại quan trọng nhất, nó lại trong một cái môi trường tuy là tự do nhưng nó rất là có những khuôn khổ. Như vậy là về mặt tiêu chí tuyển sinh thì theo anh là có sự khác biệt lớn giữa các trường công và trường tư tại Mỹ không ạ? Đối với sinh viên Việt Nam, vì các bạn là sinh viên quốc tế nên sự khác biệt giữa trường công lập và tư thục là không lớn. Tuy nhiên, các trường công tại Mỹ có trách nhiệm phải nhận những học sinh giỏi nhất trong vùng của mình, bất kể trường có bao nhiêu hồ sơ của sinh viên giỏi đến từ những vùng khác hay quốc gia khác. Do vậy, học sinh quốc tế phải đạt được những tiêu chí cao vì không được hưởng lợi thế của học sinh bản địa. Sự khác biệt lớn giữa trường công và trường tư là ở trường công, quỹ hỗ trợ tài chính ít hơn nhiều so với trường tư. Nếu bạn cần nhiều hỗ trợ tài chính, bạn sẽ khó được nhận vào một trường công. Trong khi đó, các trường tư lại có chính sách để nhận nhiều sinh viên hơn, kể cả những sinh viên nước ngoài cần nhiều hỗ trợ tài chính. Như vậy là chắc hẳn là với sự khác biệt đó thì các trường công và trường tư cũng sẽ nhận có cái phần hỗ trợ tài chính khác nhau. Như vậy thì theo chị Linh thì chị có thể chia sẻ thêm cho các quý vị khán giả về việc hỗ trợ tài chính của các trường được không ạ? Cái việc hỗ trợ tài chính nó cũng phần nào liên quan đến cái tiêu chí tuyển sinh. Mặc dù là ở Mỹ hiện nay vẫn còn một số trường gọi là NIPLINE, tức là không cần quan tâm là nhu cầu hỗ trợ tài chính của bạn là bao nhiêu, chỉ cần bạn giỏi thì trường sẽ nhận, nhưng cái số lượng đấy rất là ít. Vì thế nên bây giờ khi các trường nhận học sinh thì nó cũng tương ứng ngoài cái tiêu chí về học tập của học sinh thì còn có cả cái khả năng đóng góp tài chính của học sinh nó nữa. Tại vì chúng ta phải phân biệt giữa cái gọi là financial aid là hỗ trợ tài chính và học bổng là merit-based scholarship. Hỗ trợ tài chính thì bởi vì là nước Mỹ nó có một cái tiêu chí, một cái lý tưởng rằng là chúng ta phải làm cho giáo dục đến được với tất cả mọi người. Vì thế nên nếu các bạn mà có nhu cầu về tài chính và bạn giỏi thì bạn sẽ vẫn được hỗ trợ tài chính từ trường hoặc là từ chính phủ. Merit-based scholarship thì tức là cái học bổng đấy không dựa trên cái nhu cầu của bạn. Bạn chỉ cần là người xuất sắc thì dù bạn có giàu có thì có khi bạn vẫn được. Cảm ơn chị. Như vậy thì với rất nhiều sự khác biệt như trên thì chắc hẳn là hai khối trường Liberal Arts College và National University cũng sẽ phù hợp với những đối tượng học sinh khác nhau. Như vậy thì theo chị Hoa thì chị có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả cho các em sinh viên trước khi các em apply vào trường để các em biết được là với các trường Liberal Arts College thì sẽ phù hợp với đối tượng học sinh nào và các trường National University thì sẽ phù hợp với đối tượng học sinh nào được không ạ? Qua kinh nghiệm của mình thì mình thấy rằng là việc lựa chọn National University hay là Liberal Arts College thì cũng dựa rất là nhiều vào thứ nhất là cái năng lực của học sinh, thứ hai nữa là vào nguyện vọng ngành nghề và cái thứ ba nữa là về vấn đề tài chính. Đấy thì nếu mà nói về các cái trường đại học công lập của Mỹ thì như anh Cuba và chị Linh đều đã chia sẻ thì số lượng học bổng cho học sinh quốc tế là rất hạn chế. Có một số trường là gần như không có luôn. Thế thì những trường này sẽ phù hợp với những em có đủ điều kiện để trả toàn bộ số học phí của trường. Thông thường trường công lập thì có cái chi phí tổng cộng cho học tập và ăn ở rơi vào khoảng tầm 30.000, 35.000 đến 45.000 đô la Mỹ một năm và chúng ta phải chuẩn bị cho 4 năm. Trường Liberal Arts College thì cũng có một số lượng rất là lớn ở Mỹ. Chúng ta phải khẳng định rằng không phải trường nào cũng có học bổng cho học sinh quốc tế và không phải trường nào cũng đang có chính sách thu hút học sinh Việt Nam. Chính vì vậy, phụ huynh và học sinh nên có cái sự tìm hiểu từ trước. Như vậy là đối với học sinh, trước khi các em quyết định là nộp hồ sơ vào trường nào, thì theo chị là các em cần phải cân nhắc những yếu tố như thế nào?
mình cân nhắc thì thường mình cũng phải dựa trên những cái tiêu chí của hội đồng tuyển sinh. Thì hội đồng tuyển sinh sẽ xét hồ sơ của em trên 3 tiêu chí là cái năng lực học tập của em, hoạt động ngoại khóa, bài luận của em, tức là cái con người em như thế nào, và thứ ba nữa là điều kiện tài chính. Thì em hãy nhìn vào 3 cái tiêu chí đấy để quyết định xem là mình cần phải chuẩn bị những gì và mình nên xem xét một cái trường thế nào để tương ứng phù hợp với những cái điều kiện đó của em. Đầu tiên là về cái điều kiện học tập của em thì em sẽ nhìn những cái tiêu chí, ví dụ như là điểm trên lớp của em này, những cái điểm chuẩn hóa như TOEFL, SAT, rồi là những cái hoạt động ngoại khóa của em. Thứ hai nữa là cái bài luận của em có, cái khả năng viết của em có tốt hay không, và thứ ba là điều kiện tài chính của em có tốt hay không. Cách đây hơn 10 năm, nhiều người dân thủ đô không khỏi tự hào khi nghe tin sinh viên Việt Nam đầu tiên tại Đại học Harvard là người Hà Nội, đó là anh Nguyễn Tiến Anh. Anh đã vượt qua hơn 18.000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới để tham gia chương trình cử nhân toán của một trong 8 trường thuộc nhóm Ivy League University. Tiến Anh đã tốt nghiệp Đại học Harvard xuất sắc và hiện đang phát triển sự nghiệp tại Boston, Mỹ. Anh là giám đốc nghiên cứu thị trường của công ty OpenView Venture Partner, tạm dịch tiếng Việt là các đối tác mạo hiểm tầm nhìn mở. Đây là tổ chức chuyên đầu tư vào các công ty phát triển phần mềm và công nghệ Internet. Anh nhận được nhiều đánh giá tích cực của các đồng nghiệp Mỹ về trí thông minh, các sáng kiến kinh doanh, khả năng phân tích và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Tiến Anh tâm sự, để nhận được thư mời học của Đại học Harvard, bản thân anh có vốn tiếng Anh tốt, tận dụng lợi thế các môn khoa học tự nhiên để đạt thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của Singapore. Bên cạnh đó, thường xuyên tham gia nhiều tổ chức hoạt động ngoại khóa như thể thao, làm tạp chí điện tử, tình nguyện viên gây quỹ cho người nghèo. Nhờ đó, người con trai Hà Nội học được nhiều kỹ năng quý và có một tầm nhìn già dặn hơn. Anh cũng đã làm việc với sinh viên Việt Nam cũng khoảng một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Như vậy thì anh nghĩ thế nào về các cái năng lực của học sinh Việt Nam? Và anh có lời khuyên nào cho các em trước khi các em nộp đơn xin học vào các trường tại Mỹ hay không? Hiện nay quá trình tuyển sinh của các trường rất phức tạp, có nhiều bước và thủ tục phải thực hiện. Nếu chờ đến thời điểm nộp đơn thì đã quá muộn để bạn chuẩn bị cho một hồ sơ có tính cạnh tranh. Quá trình này phải bắt đầu từ nhiều năm trước. Theo tôi, có thể bắt đầu khi bạn vào học phổ thông trung học. Để tận dụng tối đa các cơ hội, bạn phải chọn đúng trường trong từng giai đoạn. Việc chọn trường nên phụ thuộc vào khả năng bạn trúng tuyển vào trường đó. Thứ hạng của trường liên quan đến quá trình tìm việc sau này và việc mọi người nhìn nhận, đánh giá bạn. Bạn cũng nên quan tâm đến cảm nhận của mình trong quá trình học tập tại trường đại học. Những trường có quy mô lớn không có nhiều hỗ trợ cho sinh viên và bạn có thể ngủ gật trong lớp. Đối với những bạn lo lắng vì mới đến nước Mỹ hay sợ sốc văn hóa, sốc môi trường từ phổ thông lên đại học, các bạn nên chọn những trường có quy mô nhỏ, nơi cộng đồng sinh viên thân thiết hơn, hỗ trợ bạn nhiều hơn và nhà trường cũng ít thủ tục hành chính hơn. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you very much for your attendance today. Mới đây, Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình đầu tiên được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh theo Nghị định 73 CP, chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á khóa 6. Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á liên kết đào tạo với trường Đại học Năng, một trong những trường đại học lớn và trung tâm về giáo dục nghiên cứu hàng đầu ở miền Đông Bắc Cộng hòa Pháp, là đối tác chiến lược quan trọng của Khoa Quốc tế ở châu Âu. Chương trình trang bị cho học viên những kiến thức hệ thống, nâng cao, cập nhật nhất và những kỹ năng chuyên sâu hiện đại về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học tại Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Úc, Canada, Malaysia. Ngoài chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á, Khoa Quốc tế còn triển khai các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ khác. Do thời lượng có hạn của chương trình, chúng tôi xin được phép tạm dừng chủ đề thú vị này tại đây. Hy vọng là quý vị đã tìm thấy những thông tin hấp dẫn. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin hãy gửi đến địa chỉ email của chúng tôi, cửa sổ du học htv@gmail.com, hoặc quý vị có thể xem lại chương trình của chúng tôi trên trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.